Xin chào quý vị các bạn. Trước mặt quý vị các bạn là chiếc máy bơm xuồng hay được gọi là bơm thuyền chế độ 2 thi. Như quý vị thấy rằng đây là nhãn hiệu của Kawavn. Đây ạ. Của Việt Nam đó ạ. Chiếc máy này sử dụng 2 thi sẽ sử dụng xăng pha nhớt đấy ạ. Và đây là bình xăng pha nhớt là bên em đã pha rồi. Đó là dung tích của bình xăng này rơi đến khoảng 1 lít xăng. Trước khi chúng ta chạy lổ, chúng ta sẽ phải bơm xăng đấy ạ. Đó. Chúng ta bơm làm sao để cái đường ống này ạ nó hết bọt khí thì sẽ dần nổ ra chỉ dễ dàng. Và trước khi dần nổ thì chúng ta cũng sẽ phải cho chế độ gió từ chế độ off sang on. Và chúng ta sẽ phải lấy một tí ga vào tiếp để dễ dàng dần nổ hơn. Chiếc máy này nó chỉ khoảng 10 cân thôi ạ. Với chiếc vòi rất chỉ dài. Dạ, vòi dài tới 4,5 mét. Ống rất là to, ống 42 đấy ạ. Và em cũng xin tở ống trước để trước khi mình giật lổ mình chạy thử luôn ạ. Chiếc máy là 10 cân rất chỉ nhẹ nhàng ạ. Giật lổ cũng rất chỉ dễ dàng. Giật cho xem này. Đây, dưới cây, dưới sau này.